Lại một lần nữa, các tiểu bang sẽ vẽ lại ranh giới khu vực bầu cử của Quốc hội và cơ quan lập pháp tiểu bang bằng cách sử dụng dữ liệu thống kê dân số. Những bản đồ mới này sẽ cân bằng lại sự thay đổi về dân số đã xảy ra trong 10 năm qua để đảm bảo sự đại diện công bằng trên toàn tiểu bang. Tiến trình này được gọi là tái phân chia khu vực. Các tiểu bang trên toàn quốc xử lý việc tái phân chia khu vực theo những cách khác nhau. Tại Washington, hiến pháp của chúng ta thiết lập một ủy ban tái phân chia lưỡng đảng độc lập. Ủy ban tái phân chia khu vực của tiểu bang Washington bao gồm 4 thành viên được bầu chọn qua việc bỏ phiếu trong 4 cuộc họp kín tại cơ quan lập pháp của tiểu bang. Nói cách khác, từng đảng Cộng hòa Hạ viện và Thượng viện chỉ định một thành viên cho ủy ban và tương tự như vậy với đảng Dân chủ Hạ viện và Thượng viện. 4 thành viên được bầu chọn qua việc bỏ phiếu đó sẽ chọn một thành viên thứ 5 không qua bỏ phiếu trong đảng phái để chủ trì các cuộc họp của ủy ban. Các thành viên được bầu chọn qua việc bỏ phiếu chịu trách nhiệm về bản đồ dự thảo và chủ tịch của ủy ban chịu trách nhiệm quản lý ủy ban thông qua tiến trình là bản đồ cuối cùng được ít nhất 3 thành viên được bầu chọn qua việc bỏ phiếu chấp thuận. Ủy ban phải đệ trình kế hoạch tái phân chia cuối cùng lên cơ quan lập pháp trước ngày 15 tháng 11. Nếu cơ quan lập pháp đồng ý với kế hoạch thì kế hoạch đó sẽ trở thành luật sau 30 ngày kể từ ngày lập pháp năm 2022. Nếu cơ quan lập pháp muốn sửa đổi kế hoạch đã đệ trình thì các sửa đổi cần đạt được 2/3 số phiếu ở cả hai viện. Chu kỳ tái phân chia năm 2021 khác với các chu kỳ trước đây vì dữ liệu cần thiết để vẽ ranh giới mới lấy từ Cục Thống kê Dân số đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Thông thường dữ liệu sẽ có vào tháng 4. Năm nay, ủy ban sẽ không có sẵn dữ liệu để sử dụng cho đến gần cuối tháng 8. Cho đến lúc đó, ủy ban đã ưu tiên thu thập ý kiến đầu vào từ công chúng. Đây là cơ hội để quý vị cho chúng tôi biết về cộng đồng của quý vị và cân nhắc về các ranh giới khu vực bầu cử hiện tại của Quốc hội và cơ quan lập pháp, cũng như suy nghĩ của quý vị về bản đồ khu vực bầu cử cần như thế nào. Chúng tôi muốn đề nghị quý vị giúp chúng tôi Royal War. Nếu quý vị truy cập trang web của chúng tôi tại redistricting.wa.gov, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về thời gian tổ chức các cuộc họp công khai của chúng tôi, cách tìm khu vực bầu cử hiện tại của Quốc hội và cơ quan lập pháp của quý vị và cách gửi nhận xét cho quý ban, bao gồm các yêu cầu các dịch vụ dịch thuật. Quý vị cũng có thể sử dụng công cụ lập bản đồ với cộng đồng lợi ích của quý vị hoặc nhận xét về ranh giới hoặc kế hoạch hiện tại do những người khác gửi. Quý vị sẽ có thể Royal War theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ dành chút thời gian để tìm hiểu về tiến trình tái phân chia, gửi nhận xét của quý vị đến Ủy ban tái phân chia khu vực và Royal War.